Ôn thi bằng lái xe anh bài 11 Driving theory test lesson 11 road and traffic signs. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về các biển báo phổ biến, biển báo dạng hình tròn thường đưa ra mệnh lệnh. Biển báo dạng hình tròn viền xanh da trời thường đưa ra hướng dẫn hoặc chỉ ra người đi đường nào có thể sử dụng tuyến đường, ví dụ như người đi xe đạp, người đi bộ hay xe điện. Biển báo dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, có hình vẽ đen bên trong là biển báo cấm, thường hiển thị các điều cấm. Dạng biển báo hình tam giác, viền đỏ, thường đưa ra thông tin cảnh báo về một sự nguy hiểm. Dạng biển báo hình chữ nhật thường đưa ra các thông tin và chỉ dẫn. Dạng biển báo có nền màu nâu thường đưa ra các thông tin về du lịch, địa điểm du lịch. Ngoài ra còn có một ngoại lệ cho quy tắc hình dạng đó là biển báo stop. Đây là hình bát giác để nó nổi bật và có thể được nhận biết kể cả khi biển báo này bị tuyết hay là bụi che phủ. Ngoài ra thì ta cũng cần chú ý đến biển báo về giới hạn tốc độ tối đa. Thì giới hạn tốc độ tối đa được hiển thị bằng các con số bên trong các đường tròn viền đỏ. Bạn không được phép đi nhanh hơn tốc độ được hiển thị ở đây. Trong trường hợp không có giới hạn tốc độ được hiển thị, hãy áp dụng giới hạn tốc độ quốc gia. Trong trường hợp không có giới hạn tốc độ được hiển thị thì hãy áp dụng giới hạn tốc độ quốc gia. À, tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu về các vạch kẻ đường đầu tiên đó là vạch kẻ đường ở giữa đường thông thường thì những vạch màu trắng ngắn nét đứt đánh dấu trung tâm của đường còn những vạch màu trắng nét đứt dài hơn sẽ cho ta thấy một mối nguy hiểm đang ở phía trước chỉ nên vượt xe nếu con đường phía trước là rõ ràng bạn không được phép đi qua hay đè lên vạch kẻ đường có hai vạch trắng liền giống như ở trong hình này. À, ngoài ra thì ở giữa đường còn có các uh, vạch kẻ đường sọc chéo màu trắng hoặc đường kẻ có hình chữ v phân làn đường giao thông hoặc bảo vệ giao thông dễ phải. À, dạng vạch kẻ đường thứ hai là loại vạch kẻ đường mà kẻ ở dọc theo bên cạnh của đường tức là ở bên phía rìa đường thì một vạch kẻ đường màu trắng liền sẽ cho ta thấy các cạnh bên của đường xe chạy. Các vạch kẻ đường màu vàng sẽ hiển thị khu vực hạn chế dừng và đỗ xe. Các đường rích dắt màu trắng tại Pelican Crossing và màu vàng ở bên ngoài của trường học có nghĩa là không được dừng lại hoặc đỗ xe ở đây vào bất kỳ lúc nào. và loại vạch kẻ cuối cùng là loại vạch kẻ đường mà được kẻ ngang ở trên đường tức là từ bờ bên này sang bờ bên kia đường. Thì đầu tiên là loại vạch kẻ nét đứt ngang qua đường. Vạch kẻ này có ý nghĩa là give way, tức nhường đường. Tại một vòng xuyến bạn nên nhường đường cho giao thông từ phía bên phải. Loại vạch kẻ thứ hai là một đường màu trắng liền ngang qua đường. Vạch kẻ này có nghĩa là stop, dừng xe lại. Ngoài ra thì còn có rất nhiều biển báo và các vạch kẻ đường khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua các câu hỏi của phần này. Câu 1, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là vòng xuyến có nhiều lối ra, thứ hai là nguy cơ băng tuyết, sự nguy hiểm của băng tuyết, thứ ba là sáu con đường đồng quy và thứ tư là nơi có di tích lịch sử. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, nguy hiểm có băng tuyết. Chúng ta cần nhân lên 10 lần khoảng cách an toàn để dừng xe khi có băng tuyết. Khi có nguy cơ về điều kiện băng giá, bạn cần lưu ý điều này và lái xe cẩn thận hơn. Nếu bạn nghĩ rằng con đường có thể có băng giá, đừng phanh hoặc lái mạnh vì lốp xe của bạn có thể mất độ bám đường. Câu 2, bạn sẽ tìm thấy những vạch kẻ đường này ở đâu? Thứ nhất là tại ngã tư đường sắt, thứ hai là tại một vòng xuyến nhỏ thứ ba là trên đường cao tốc và thứ tư là trên đường dành cho người đi bộ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai tại một vòng xuyến nhỏ. Những dấu hiệu này chỉ ra hướng mà các phương tiện giao thông nên đi tại một vòng xuyến nhỏ. Câu 3. Mũi tên trắng này trên con đường phía trước có ý nghĩa gì? Thứ nhất là lối vào bên trái, Thứ hai là tất cả các phương tiện rẽ trái. Thứ ba là duy trì đi phía bên trái của các vạch kẻ đường này và thứ tư là đường uốn cong về phía bên trái. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, duy trì đi phía bên trái của các vạch kẻ đường này. Đừng cố gắng vượt xe ở đây vì có thể có những mối nguy hiểm chưa thể thấy ở phía trước. Hãy duy trì đi ở phía bên trái đường. Câu 4. Biển báo tạm thời này đưa ra thông tin gì? Thứ nhất là thay đổi giới hạn tốc độ ở cuối đường cao tốc. Thứ hai là một lời khuyên về sự thay đổi giới hạn tốc độ phía trước. Thứ ba là giới hạn tốc độ có thể sẽ thay đổi phía trước. Và thứ tư là thay đổi về giới hạn tốc độ bắt buộc ở phía trước. Thế là đúng ở đây là án thứ tư, thay đổi giới hạn tốc độ bắt buộc ở phía trước. Vì lợi ích của an toàn đường bộ, các giới hạn tốc độ bắt buộc tạm thời được áp dụng tại tất cả các công trường đang thi công. Các dấu hiệu như thế này thường được đưa ra để cảnh báo trước về giới hạn tốc độ, thường được đặt khoảng 3 phần tư dặm trước khi giới hạn tốc độ trong biển báo có hiệu lực. Câu 5. Đèn giao thông màu đỏ có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bạn nên dừng lại trừ khi rẽ trái. Thứ hai là dừng lại nếu bạn có thể phanh an toàn. Thứ ba là bạn phải dừng lại và chờ ở phía sau vạch dừng. Và thứ tư là lái xe cẩn thận. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Bạn phải dừng xe lại và chờ ở phía sau vạch dừng. Đèn giao thông màu đỏ có nghĩa là bạn phải dừng xe lại và chờ đợi. Câu 6 biển báo này có ý nghĩa cảnh báo về điều gì thứ nhất là bến cảng hoặc bờ sông thứ hai là đồi dốc xuống thứ ba là mặt đường không bằng phẳng và thứ tư là đường dễ bị ngập lụt thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất bến cảng hoặc bờ sông biển báo này chỉ đơn giản là cảnh báo bạn rằng có bến cảng hoặc bờ sông gần đó vì vậy bạn có thể sẽ lao thẳng xuống nước nếu bạn không cẩn thận Do đó bạn nên lái xe thật cẩn thận ở khu vực này Câu 7 Giới hạn tốc độ thường thấy trong các khu dân cư đường hẹp là bao nhiêu? 20 dặm trên giờ 25 dặm trên giờ 35 dặm trên giờ Hay 40 dặm trên giờ Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, 20 dặm trên giờ. Ở một số khu vực dân cư đang xây dựng, bạn có thể thấy giới hạn tốc độ giảm xuống 20 dặm trên giờ. Hãy lái xe ở tốc độ chậm hơn vì điều đó sẽ giúp bạn có thời gian và không gian để nhìn và xử lý an toàn với các mối nguy hiểm như người đi bộ và những người đi đường dễ bị tổn thương khác. Câu 8, một biển báo giao thông hình tròn với nền màu xanh da trời sẽ đưa ra thông tin gì? Thứ nhất là đưa ra cảnh báo về đường cao tốc phía trước Thứ hai là chỉ đường đến bãi đỗ xe Thứ ba là cung cấp thông tin về đường cao tốc Và thứ tư là đưa ra một chỉ dẫn Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Đưa ra một chỉ dẫn Các biển báo hình tròn đèn màu xanh ra trời Chủ yếu đưa ra một chỉ dẫn tích cực Chúng thường được tìm thấy trong các khu vực đô thị Câu 9. Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là chỉ xe máy được đi. Thứ hai là cấm xe ô tô. Thứ ba là chỉ xe ô tô được đi. Và thứ tư là cấm xe máy. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, cấm xe máy. Biển báo này có nghĩa là cấm xe máy đi. Xe máy không được phép đi. Vì vậy, người đi bộ và người đi xe đạp và ô tô được tự do sử dụng con đường này. Câu 10. Biển báo giao thông ở trong hình này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là giới hạn tốc độ tối đa bắt buộc. Thứ hai là lời khuyên về giới hạn tốc độ tối đa. Thứ ba là giới hạn tốc độ tối thiểu bắt buộc. Và thứ tư là lời khuyên về khoảng cách. Thế là đúng ở đây là án thứ nhất, giới hạn tốc độ tối đa bắt buộc. Biển báo này cho bạn một cảnh báo sớm về việc hạn chế tốc độ. Giới hạn tốc độ tối đa cho đoạn đường phía trước sẽ giảm về 50 dặm trên giờ. Nếu bạn đang di chuyển ở tốc độ cao hơn, hãy đi chậm lại trong thời gian tốt. Bạn có thể cần phải đi qua giao thông đang xếp hàng do công trường thi công hoặc tắc nghẽn tạm thời. Câu 11. Hình dạng nào dưới đây được sử dụng cho biển báo gateway, biển báo nhường đường? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Hình tam giác viền đỏ và đó là tam giác ngược Các biển báo cảnh báo khác cũng có hình dạng tam giác viền đỏ Nhưng đỉnh tam giác của biển báo giveaway tức biển báo nhường đường Sẽ quay xuống dưới hay còn gọi là tam giác ngược Khi bạn nhìn thấy biển báo này bạn phải nhường đường cho giao thông trên con đường mà bạn sắp đi vào Câu 12, biển báo nào dưới đây có ý nghĩa là cấm xe cơ giới đi? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, biển báo hình tròn viền đỏ và bên trong có hình xe mô tô và xe ô tô. Đó là biển báo cấm xe cơ giới. Biển báo này không chỉ có ý nghĩa là cấm mỗi xe máy và ô tô mà là cấm tất cả các loại xe cơ giới. Vì vậy, chỉ có người đi bộ và xe đạp được tự do sử dụng con đường này. Câu 13, biển báo giao thông này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là xe không được đỗ ở mép đường hoặc lối đi bộ. Thứ hai là xe chỉ có thể đỗ ở bên trái đường. Thứ ba là xe có thể đỗ ở mép đường hoặc lối đi bộ. Và thứ tư là xe chỉ có thể đỗ bên phải đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Xe có thể đỗ ở bên mép đường hoặc lối đi bộ Có một số khu vực bạn được phép đỗ xe ở mép đường Bạn chỉ được phép làm điều này khi thấy biển báo giống như ở trong hình Đỗ xe ở mép đường hoặc lối đi bộ bất cứ nơi nào khác khu vực có biển báo này Có thể khiến bạn bị phạt tiền vì đậu xe trái quy định Câu 14, biển báo nào dưới đây có ý nghĩa là no entry, tức cấm vào. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Đây chính là biển báo cấm vào. Hãy để ý các biển báo và tuân theo chúng, không làm theo chỉ dẫn của biển báo giao thông có thể gây ra nguy hiểm. Đó cũng có thể là một hành vi phạm tội mà bạn có thể bị truy tố trước pháp luật. Câu 15, biển báo giao thông này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là hạn chế dừng xe, chờ đợi áp dụng. Thứ hai là được phép dừng xe để chờ đợi. Thứ ba là giới hạn tốc độ quốc gia. Và thứ tư là Clearway, không được dừng xe. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Đây là biển báo Clearway, cấm dừng xe. Clearway là khu vực mà các phương tiện không được phép đỗ hoặc dừng xe. Câu 16 Vạch kẻ đường nào trong số những vạch kẻ đường dưới đây là vạch kẻ đường cảnh báo nguy hiểm? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Bạn cần biết sự khác biệt giữa vạch kẻ đường phân các làn với nhau và vạch cảnh báo nguy hiểm Nếu có một mối nguy hiểm phía trước thì các đoạn vạch kẻ đứt nét này sẽ dài hơn khoảng cách giữa chúng sẽ ngắn hơn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cảnh báo trước về một mối nguy hiểm không xác định ở phía trước. Câu 17. Bạn đang ở ngã ba được điều khiển bởi đèn giao thông, khi nào bạn không nên đi khi thấy đèn xanh hiển thị? Thứ nhất là khi người đi bộ đang chờ để sang đường, thứ hai là khi lối ra của bạn ở ngã ba bị chặn, thứ ba là khi bạn nghĩ rằng đèn có thể sắp thay đổi và thứ tư là khi bạn có ý định rẽ phải. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, khi lối ra của bạn ở ngã ba bị chặn. Khi bạn đến gần ngã ba đèn giao thông, hãy nhìn vào con đường mà bạn muốn đi tiếp. Chỉ lái xe đi tiếp nếu lối ra của bạn là rõ ràng thông thoáng. Nếu đường bị chặn, hãy tiếp tục dừng xe và chờ, ngay cả khi bạn phải chờ tín hiệu đèn xanh tiếp theo để có thể đi tiếp. Câu 18, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là giới hạn tốc độ tối đa với các biện pháp làm dịu giao thông. Thứ hai là giới hạn tốc độ tối thiểu với các biện pháp làm dịu giao thông. Thứ ba là khu vực đỗ xe chỉ có 20 chỗ để đỗ xe và thứ tư là chỉ cho phép 20 chiếc xe được đi vào lúc này. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, giới hạn tốc độ tối đa với các biện pháp làm dịu giao thông. Nếu bạn đang ở một nơi có khả năng có nhiều người đi bộ, ví dụ bên ngoài trường học, gần công viên, trong khu dân cư hoặc trong khu vực mua sắm, bạn nên thận trọng và giảm tốc độ. Nhiều chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp để làm chậm giao thông bằng cách tạo ra các biện pháp làm dịu giao thông ví dụ như bướu tốc độ. Do đó, các biển báo này ở đây vì một lý do cảnh báo bạn nên đi chậm lại với giới hạn tốc độ tối đa là 20 dặm trên giờ theo như biển báo này. Câu 19. Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đèn giao thông không hoạt động. Thứ hai là đèn màu vàng không hoạt động. Thứ ba là đèn giao thông tạm thời phía trước và thứ tư là đèn giao thông mới phía trước. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đèn giao thông không hoạt động. Bạn có thể thấy biển báo này nơi đèn giao thông bị hỏng không hoạt động, hãy lái xe qua ngã ba thận trọng vì không ai có quyền được ưu tiên tại ngã ba. Câu 20, tốc độ tối đa khi đi trên đường đơn là bao nhiêu? 50 dặm trên giờ, 60 dặm trên giờ, 40 dặm trên giờ hay 70 dặm trên giờ? Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, 60 dặm trên giờ. Nếu bạn đang đi trên một đường đôi đang dần thành một đường đơn duy nhất, hãy giảm tốc độ của bạn dần dần để bạn không vượt quá giới hạn khi bạn đi vào đường đơn vì giới hạn tốc độ tối đa ở đường đơn là 60 dặm trên giờ, thấp hơn so với khi đi ở trên đường đôi. Câu 21. Hình dạng nào dưới đây là hình dạng của biển báo stop, tức biển báo dừng lại ở một ngã ba. Thế ra đúng rồi, đây là đáp án thứ tư, hình bát giác. Để dễ nhận biết, biển báo stop là biển báo hiệu duy nhất có hình bát giác như thế này. Bạn cần dừng xe và quan sát thật kỹ trước khi tiếp tục lái xe đi. Câu 22, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bạn có quyền ưu tiên, thứ hai là cấm xe cơ giới, thứ ba là giao thông chuyển động hai chiều. Và thứ tư là cấm vượt xe Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Đây là biển báo cấm vượt xe Biển báo cấm vượt xe được đặt ở những vị trí mà việc vượt xe phía trước là nguy hiểm Nếu bạn thấy biển báo này, đừng cố gắng vượt xe Câu 23 Những dấu hiệu này thường xuất hiện trên đường ở đâu Thứ nhất là ngay trước biển báo cấm vào Thứ hai là ngay trước biển báo nhường đường Thứ ba là ngay trước biển báo dừng lại Và thứ tư là ngay trước biển báo đường cụt Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Ngay trước biển báo nhường đường Dấu hiệu này trên đường có nghĩa là bạn nên nhường đường cho giao thông đang đi trên đường chính Câu 24. Dạng biển báo nào dưới đây sẽ đưa ra thông tin cấm bạn làm điều gì đó? Thì đáp án ở đây là đáp án thứ nhất. Một biển báo hình tròn với viền màu đỏ có ý nghĩa là bạn không được phép làm điều gì đó hay còn gọi là biển báo cấm. Câu 25. Khi nào bạn có thể bấm còi xe? Thứ nhất là để cung cấp cho bạn quyền ưu tiên đi Thứ hai là để thu hút sự chú ý của một người bạn Thứ ba là để cảnh báo người khác về sự hiện diện của bạn Và thứ tư là để làm cho các xe khác đi chậm hơn Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Để cảnh báo người khác về sự hiện diện của bạn Bạn không được phép bấm còi khi lái xe trong khu vực xây dựng khoảng thời gian từ 11 rưỡi đến 7 giờ sáng hoặc khi bạn dừng xe trừ khi muốn cảnh báo người khác về sự hiện diện của bạn. Câu 26, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là ngã ba hình chữ T phía trước, thứ hai là đường cụt phía trước, thứ ba là hộp điện thoại công cộng phía trước và thứ tư là nhà vệ sinh ở phía trước. Trả án đúng ở đây là án thứ hai Biển báo này cảnh báo là có đường cụt ở phía trước. Xe của bạn sẽ không thể đi qua đoạn đường này khi bạn tiếp tục lái xe về phía trước. Câu 27, một nhân viên cảnh sát trong một chiếc xe tuần tra thường sẽ làm như thế nào để yêu cầu bạn dừng xe lại? Thứ nhất là nháy đèn pha, xi nhan trái và chỉ sang trái. Thứ hai là đợi đến khi bạn dừng xe, sau đó tiếp cận bạn. Thứ ba là sử dụng còi báo động, vượt xe, cắt ngang ở phía trước xe bạn và yêu cầu bạn dừng lại. Và thứ tư là đi song song với bạn sử dụng còi báo động và vẫy xe, bạn dừng lại. Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ nhất. Nháy đèn pha, xi nhan trái và sau đó chỉ sang trái. Bạn phải tuân theo các tín hiệu được đưa ra bởi cảnh sát. Nếu cảnh sát trong xe tuần tra muốn bạn dừng xe tấp vào bên đường, họ sẽ đưa ra chỉ đạo mà không gây nguy hiểm cho bạn hoặc các phương tiện giao thông khác. Câu 28, bạn đang báo đèn xi nhan phải để rẽ phải trên đường bận rộn giao thông, làm thế nào bạn có thể xác thực rằng mọi người đều chú ý tín hiệu của bạn để rẽ phải một cách an toàn? Thứ nhất là bấm còi, thứ hai là đưa ra tín hiệu cánh tay, thứ ba là nháy đèn pha của bạn. Và thứ tư là định vị xe ở trung tâm đường. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, đưa ra tín hiệu cánh tay. Trong một số trường hợp, bạn có thể cảm thấy xi nhan của mình không thể được nhìn thấy bởi một số người tham gia giao thông khác. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cho ý định rẽ phải của mình rõ ràng hơn, hãy đưa ra tín hiệu cánh tay. Câu 29, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là tuyến đường chỉ dành cho xe điện. Thứ hai là tuyến đường chỉ dành cho xe buýt. Thứ ba là chỗ đậu xe chỉ dành cho xe buýt. Và thứ tư là chỗ đậu xe chỉ dành cho xe điện. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, tuyến đường chỉ dành cho xe điện. Tránh đi vào và chặn đường của các tuyến đường cho xe điện. Xe điện được cố định trên tuyến đường của họ và không thể điều khiển xung quanh các phương tiện hoặc người đi bộ khác. Xe điện hiện đại di chuyển nhanh chóng và yên tĩnh, vì vậy có thể bạn không thể nghe thấy chúng đang đi đến gần bạn. Câu 30, bạn đang đến gần đèn giao thông màu đỏ. Đèn giao thông màu gì sẽ hiển thị tiếp theo? Thứ nhất là đèn đỏ và đèn vàng. Thứ hai là đèn xanh. Thứ ba là đèn vàng và thứ tư là đèn xanh và đèn vàng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Đèn đỏ và đèn vàng Đèn giao thông màu đỏ và màu vàng được chiếu sáng cùng nhau Cho thấy đèn sắp chuyển sang màu xanh lá cây Và điều đó có thể giúp người đi đường sẵn sàng đi Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về trình tự của đèn giao thông Thứ nhất là đèn màu đỏ Đèn giao thông màu đỏ được chiếu sáng cho biết tất cả người tham gia giao thông nên dừng lại và chờ đợi ở sau vạch dừng xe Tiếp theo sẽ đến đèn màu đỏ và màu vàng chiếu sáng cùng lúc. Đèn giao thông màu đỏ và vàng được chiếu sáng cùng nhau cho thấy đèn sắp chuyển sang màu xanh lá cây và điều đó có thể giúp người đi đường sẵn sàng đi. Bạn có thể nhả phanh tay và chuẩn bị lái xe đi, nhưng bạn không được vượt qua vạch cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh lá cây. Tiếp theo sẽ đến đèn màu xanh lá cây. Khi đèn giao thông màu xanh lá cây được chiếu sáng, điều đó có nghĩa là bạn có thể tiếp tục đi miễn là đường đi clear rõ ràng. Tiếp theo sẽ đến đèn màu vàng hổ phách. Đèn giao thông màu vàng đang chỉ ra rằng bạn cần dừng xe lại. Nếu bạn đang lái xe quá vạch dừng khi đèn đổi sang màu vàng thì bạn có thể tiếp tục lái xe hoặc nếu bạn không thể dừng xe an toàn vì bạn ở quá gần thì bạn cũng có thể đi tiếp khi gặp đèn vàng. Sau đó lại đến đèn đỏ. Cứ như thế tiếp tục một vòng tròn đèn. Câu 31, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đường hai chiều thẳng về phía trước. Thứ hai là đường hai chiều giao nhau với đường một chiều. Thứ ba là đường hai chiều qua cầu và thứ tư là đường hai chiều giao nhau với đường hai chiều. thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai đường hai chiều giao nhau với đường một chiều ở phía trước đây là một biển báo cảnh báo được sử dụng để nâng cao nhận thức biển báo này cho thấy đường một chiều hiện tại sẽ giao với đường hai chiều ở phía trước và các phương tiện có thể rẽ trái hoặc phải để tham gia đường hai chiều và đi theo một trong hai hướng Câu 32, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo, thứ hai là làn đường dành cho xe hạng nặng và chậm, thứ ba là tất cả các xe tải sử dụng hard shoulder và thứ tư là khu vực nghỉ ngơi cho xe tải. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, làn đường dành cho xe hạng nặng và chậm. Khi có đường dốc dài hoặc dốc trên đường cao tốc, làn đường crawler được xây dựng để dành cho các xe duy chuyển chậm leo dốc, giúp lưu thông trên đường tốt hơn. Câu 33, tại một đường ray đèn đỏ tiếp tục nhấp nháy sau khi một chuyến tàu đã đi qua, bạn nên làm gì? Thứ nhất là điện thoại cho nhà điều hành tín hiệu. Thứ hai là cảnh báo các tài xế phía sau. Thứ ba là chờ đợi và thứ tư là lái xe đi qua một cách thận trọng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Chờ đợi phải luôn luôn tuân theo tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy ở đường dây level crossing Nếu một chuyến tàu đi qua nhưng đèn vẫn sáng Một chuyến tàu khác sẽ sớm đi đến Bạn chỉ nên lái xe qua khi đèn đã tắt và rào chắn đã mở Câu 34 Biển báo này cho thấy điều gì? Thứ nhất là một tuyến đường chuyển hướng Thứ hai là khu vực dã ngoại thứ ba là khu vực dành cho người đi bộ và thứ tư là một tuyến đường của xe đạp. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất một tuyến đường chuyển hướng. khi một tuyến đường chuyển hướng đã được đưa ra, các tài xế nên đi theo biển báo về tuyến đường chuyển hướng. nó có thể là hình tam giác màu đen, hình vuông, hình tròn hoặc hình kim cương trên nền biển báo màu vàng. Câu 3 năm, bạn nên làm gì khi nhìn thấy biển báo này khi bạn đang đi trên đường cao tốc? Thứ nhất là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo, thứ hai là rẽ trái ngay lập tức, thứ ba là đổi làn đường và thứ tư là di chuyển vào hard shoulder. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Bạn sẽ thấy biển báo này nếu đường cao tốc bị đóng đường ở phía trước hãy di chuyển sang làn bên trái ngay khi thấy an toàn để chuẩn bị rẽ ra ở lối ra tiếp theo. Câu 36. Biển báo hình tam giác viền đỏ có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đưa ra lời cảnh báo, thứ hai là cung cấp thông tin, thứ ba là đưa ra trình tự và thứ tư là để chỉ đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất đưa ra lời cảnh báo. Biển báo hình tam giác viền đỏ cảnh báo bạn về những mối nguy hiểm phía trước. Hãy chắc chắn rằng bạn nhìn vào từng biển báo mà bạn đi trên đường để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cảnh báo hoặc thông tin quan trọng nào. Câu 37, dấu hiệu hoặc biển báo nào trong số các biển báo và dấu hiệu dưới đây có nghĩa là có một khúc cua kép nguy hiểm ở phía trước? Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Dấu hiệu hình tam giác này cho bạn một cảnh báo về các mối nguy hiểm ở phía trước. Biển báo này cảnh báo có nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp bên trái. Câu 38. Vạch kẻ đường này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là không được đè vạch. Thứ hai là không được dừng xe. Thứ ba là bạn đang tiếp cận một mối nguy hiểm. Và thứ tư là không được vượt xe Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Bạn đang tiếp cận một mối nguy hiểm Vạch kẻ đường sẽ cảnh báo bạn về một mối nguy hiểm phía trước Một vạch kẻ đứt nét ở giữa đường Với những đoạn đứt nét dài hơn những khoảng cách trống ngắn Là vạch đường cảnh báo nguy hiểm Câu 39 Biển báo này có ý nghĩa gì? thứ nhất là đường đến bãi đậu xe park and ride thứ hai là không có chỗ đậu xe buýt hoặc xe khách thứ ba là đường đến bãi đậu xe buýt và xe khách và thứ tư là khu vực đậu xe ô tô và xe khách thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất đường đến bãi đậu xe park and ride để giảm bớt tắc nghẽn trong trung tâm thị trấn một số thành phố và thị trấn cung cấp các bãi đậu xe park and ride car park Nơi này cho phép bạn đỗ xe trong một khu vực được chỉ định và đi xe buýt vào trung tâm. Câu 40. Biển báo này cảnh báo gì? Thứ nhất là có gió bên, tức gió tạt ngang. Thứ hai là tiếng ồn đường. Thứ ba là sân bay. Và thứ tư là mặt đường khum lên. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Có gió bên, tức gió tạt ngang một biển báo cảnh báo nguy hiểm với hình ảnh của một ống gió cho thấy rằng có thể có gió bên mạnh. Câu 41, khi nào bạn có thể đậu xe trên những vạch kẻ này bên ngoài một trường học? Thứ nhất là khi bạn đón con lên xe. Thứ hai là không được đỗ xe ở đây trong mọi trường hợp. Thứ ba là khi không có nơi nào khác để đỗ xe gần đó và thứ tư là khi bạn thả con xuống xe. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Không được đỗ xe ở đây trong mọi trường hợp Bạn không nên dừng và đỗ xe trên những đường rích rắc màu vàng bên ngoài trường học Thậm chí không thả con xuống hoặc đón con hoặc hành khách khác ở đây Câu 42, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là làn đường bên phải phía trước thu hẹp Thứ hai là làn đường bên phải chỉ dành cho xe buýt Thứ ba là làn đường bên phải để rẽ phải. Và thứ tư là làn đường bên phải đã đóng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, làn đường bên phải đã đóng. Các dấu hiệu tạm thời màu vàng và đen có thể được sử dụng để thông báo cho bạn về các công trình đang thi công phía trước hay đóng đường phía trước. Nếu bạn phải thay đổi làn đường, hãy làm như vậy trong thời gian tốt. Câu 43, biển báo nào dưới đây là biển báo của một đường vành đai, tức Ring Road. Thì đoán đúng ở đây là đoán thứ hai biển báo có hình chữ R. Đường vành đai được thiết kế để giảm bớt tắc nghẽn trong thị trấn và trung tâm thành phố. Câu 44, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là địa điểm thu hút khách du lịch Thứ hai là coi chừng xe lửa Thứ ba là đường dây giao đường bộ Và thứ tư là cẩn thận với xe điện Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Địa điểm thu hút khách du lịch Những biển báo này cho biết các địa điểm thu hút khách du lịch Và được thiết kế để hướng dẫn bạn theo con đường dễ đi nhất để đến đó Chúng đặc biệt hữu ích khi bạn không quen thuộc với khu vực này Câu 4 5, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là giới hạn tốc độ mới là 20 dặm trên giờ. Thứ hai là cấm xe trên 30 tấn. Thứ ba là giới hạn tốc độ tối thiểu là 30 dặm trên giờ và thứ tư là kết thúc vùng giới hạn tốc độ 20 dặm trên giờ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, kết thúc vùng giới hạn tốc độ 20 dặm trên giờ. Khi các bạn thấy dấu hiệu này có số 20 và dấu gạch chéo ở bên dưới thì khu vực hạn chế với tốc độ tối đa 20 dặm trên giờ đã kết thúc. Hãy kiểm tra tất cả các mối nguy hiểm có thể và chỉ tăng tốc độ của bạn nếu an toàn để làm như vậy. Câu 46. Biển báo này có ý nghĩa cảnh báo gì? Thứ nhất là đường giao nhau ở phía trước. Thứ hai là đường dây có cổng chắn ở phía trước. Thứ ba là đường dây không có cổng chắn. Và thứ tư là chỉ được đi thẳng Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Đường giao nhau ở phía trước Mức độ ưu tiên thông qua đường giao nhau ở phía trước Được hiển thị bằng đường rộng hơn Biển báo này được đặt ở trên đường ưu tiên Để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không được ưu tiên ở phía trước Câu 47 Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là rẽ trái về phía trước. Thứ hai là ngã ba hình chữ T ở phía trước. Thứ ba là đường cụt ở phía trước và thứ tư là hãy nhường đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, ngã ba hình chữ T ở phía trước. Ngã ba chữ T hay còn gọi là T junction là nơi một con đường nhỏ nối với một con đường chính mà không đi qua nó tạo thành hình dạng của chữ T. Biển báo này thường được đặt ở những khu vực bận rộn để cảnh báo bạn phải cẩn thận vì các phương tiện có thể dừng lại để rẽ. Câu 48, bạn đang đi trong một đường hầm và bạn thấy dấu hiệu này, nó có nghĩa là gì? Thứ nhất là hướng đến lối thoát hiểm cho người đi bộ. Thứ hai là hãy cẩn thận với người đi bộ không có lối đi bộ ở phía trước. Thứ ba là không có lối dành cho người đi bộ. Và thứ tư là cẩn thận với người đi bộ đang sang đường ở phía trước. Thứ đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Biển báo này chỉ hướng đến lối thoát hiểm cho người đi bộ. Nếu bạn phải rời khỏi xe và ra khỏi đường hầm bằng lối thoát khẩn cấp, hãy làm điều đó nhanh nhất có thể, thực hiện theo các biển báo chỉ dẫn bạn đến lối thoát hiểm gần nhất. Câu 49 Bạn nên làm gì khi nhìn thấy biển báo này ở một giao lộ? Thứ nhất là duy trì tốc độ lái xe như bình thường Thứ hai là tiếp tục lái xe với sự cẩn thận Thứ ba là tìm một tuyến đường khác Và thứ tư là gọi điện thoại cho cảnh sát Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Tiếp tục lái xe với sự cẩn thận Khi đèn giao thông bị hỏng Hãy coi như đó là một ngã tư không có đèn tín hiệu Hãy lái xe thật cẩn thận và sẵn sàng dừng lại, không ai có quyền ưu tiên ở đây. Câu 50, bạn phải làm gì khi nhìn thấy biển báo này? Thứ nhất là chỉ dừng lại khi có xe đang đến gần, thứ hai là dừng lại ngay cả khi đường thông thoáng, thứ ba là chỉ dừng lại nếu thấy trẻ em đang chờ để sang đường và thứ tư là chỉ dừng lại khi đèn đỏ hiển thị. Thì đáp án đúng ở đây đó là án thứ hai Dừng lại ngay cả khi đường thông thoáng Các biển báo dừng được đặt tại các ngã ba Nơi tầm nhìn bị hạn chế Hoặc nơi có lưu lượng xe lớn Bạn cần tuân theo biển báo này Bạn phải dừng lại Quan sát toàn diện trước khi tiếp tục di chuyển xe Câu 51 Bạn sẽ thấy một đường tạm lưu thông hai chiều Cho xe buýt và xe đạp ở đâu Thứ nhất là ở trên đường đôi Thứ hai là ở một vòng xuyến Thứ ba là ở trên đường cao tốc đô thị Và thứ tư là ở trên đường một chiều Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Trên đường một chiều Các phương tiện giao thông được phép sử dụng là Contour Flow lên Để di chuyển theo hướng ngược lại Với giao thông ở các làn đường khác Trên đường một chiều Câu 52, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cầu thấp ở phía trước, thứ hai là có đường hầm ở phía trước, thứ ba là di tích lịch sử ở phía trước và thứ tư là điểm giao thông nguy hiểm ở phía trước. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, cảnh báo đường hầm ở phía trước. Khi đến gần một đường hầm, hãy bật đèn chiếu gần của xe bạn, bạn có thể cần phải giảm tốc độ của bạn. câu 53 bạn đang đợi ở ngã ba t junction giống như ở trong hình một chiếc xe đang đi đến từ phía bên phải với xi nhan bật bên trái nhấp nháy bạn nên làm gì thứ nhất là di chuyển ra ngoài và tăng tốc nhanh thứ hai là đợi cho chiếc xe kia rẽ vào trước thứ ba là di chuyển ra ngoài trước khi chiếc xe đến ngã ba và thứ tư là di chuyển ra ngoài từ từ Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Đợi cho chiếc xe kia rẽ vào trước Những người tham gia giao thông khác có thể đưa ra tín hiệu sai lệch Khi bạn đang chờ ở ngã 3 Nhất là ở ngã ba T Junction Đừng lái xe ra ngoài cho đến khi bạn chắc chắn về ý định của họ Câu 54, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là khoảng cách đến nơi đỗ xe phía trước. Thứ hai là khoảng cách đến điện thoại công cộng phía trước thứ ba là khoảng cách đến nhà vệ sinh công cộng phía trước và thứ tư là khoảng cách đến nơi đỗ xe để tránh nhau ở phía trước. thế ra đúng ở đây là đoạn thứ nhất khoảng cách đến nơi đỗ xe phía trước nếu bạn có ý định dừng xe và nghỉ ngơi thì biển báo này sẽ cho phép bạn có thời gian để giảm tốc độ và vào bãi đậu xe an toàn. câu 55: năm biển báo này có ý nghĩa gì thứ nhất là xe buýt quanh xe thứ hai là đường vành đai thứ ba là vòng xuyến nhỏ và thứ tư là tiếp tục đi phía bên phải Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba vòng xuyến nhỏ Khi bạn nhìn thấy biển báo này, hãy xem bất kỳ dấu hiệu hướng nào và đánh giá xem bạn có cần báo hiệu ý định của mình không Hãy làm điều này trong thời gian tốt để những người tham gia giao thông khác sắp đi đến vòng xuyến nhỏ này biết bạn dự định làm gì. Câu 56. Khi nào bạn có thể sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm lúc lái xe? Thứ nhất là thay cho việc bấm còi trong khu vực đang xây dựng trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 7 giờ sáng. Thứ hai là trên đường cao tốc hoặc đường đôi không giới hạn để cảnh báo về một mối nguy hiểm phía trước. Thứ ba là trên các tuyến đường nông thôn sau một biển báo cảnh báo có động vật và thứ tư là trên đường đến vạch sang đường Pelican Crossing nơi người đi xe đạp đang chờ để sang đường Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai bạn có thể sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm khi đi trên đường cao tốc hoặc đường đôi không giới hạn để cảnh báo về mối nguy hiểm phía trước khi có hàng đợi giao thông phía trước và bạn phải giảm tốc độ hoặc thậm chí dừng lại Bật đèn cảnh báo nguy hiểm một chút sẽ giúp bạn cảnh báo các phương tiện phía sau về mối nguy hiểm ở phía trước. Câu 57, biển báo nào dưới đây đưa ra thông tin cảnh báo rằng người đi bộ có thể đang đi dọc trên con đường này? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Đây chính là biển báo cảnh báo rằng người đi bộ có thể đang đi trên đường. Khi bạn đi qua người đi bộ trên đường, hãy chừa nhiều chỗ cho họ đi. Bạn có thể phải sử dụng phía bên phải của con đường, vì vậy hãy nhìn về phía trước cũng như trong gương của bạn để lái xe. Hãy hết sức cẩn thận nếu có một khúc cua trên đường có thể che khuất tầm nhìn của bạn về phía trước. Câu 58, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là tuyến đường dành cho xe điện. Thứ hai là hãy nhường đường cho xe điện Thứ ba là tuyến đường dành cho xe buýt Và thứ tư là hãy nhường đường cho xe buýt Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Tuyến đường dành cho xe điện Hãy cẩn thận hơn khi bạn gặp xe điện Hãy để ý các vạch kẻ đường và biển báo cảnh báo bạn về tuyến đường của xe điện Xe điện hiện đại rất yên tĩnh và bạn có thể không nghe thấy chúng đang đi đến gần Câu 59, các đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là bạn phải dừng xe lại. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở đâu? Thứ nhất là tại vạch sang đường Pelican Crossing. Thứ hai là tại lối ra đường cao tốc. Thứ ba là tại vạch sang đường Zebra Crossing. Và thứ tư là tại đường dây giao đường bộ Level Crossing. Thế án đúng ở đây là đáp án thứ tư tại đường dây giao đường bộ, tức tại Level Crossing. Những tín hiệu này thường được tìm thấy tại các đường dây giao đường bộ, cầu quay hoặc cầu đóng mở hoặc tại một số sân bay. Đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là bạn phải dừng xe lại dù đường có vẻ rõ ràng hay không. Câu 60. Bạn sẽ nhìn thấy đinh tán phản chiếu màu xanh lá cây ở đâu trên đường cao tốc? Thứ nhất là giữa các làn đường lái xe. Thứ hai là giữa hard shoulder và đường xe chạy. Thứ ba là tại chỗ bắt đầu và kết thúc của đường gộp. Và thứ tư là giữa đường cao tốc và giải phân cách. Thế ra đúng ở đây là đoạn thứ ba tại chỗ bắt đầu và kết thúc của slip road, tức đường gộp. Nhận biết màu sắc của các đinh tán phản chiếu trên đường sẽ giúp bạn đánh giá được vị trí của mình, đặc biệt là vào ban đêm trong điều kiện sương mù hoặc khi tầm nhìn kém. Câu 61 Biển báo này cảnh báo điều gì? Thứ nhất là mặt đường không bằng phẳng Thứ hai là cầu qua đường ở phía trước Thứ ba là con đường phía trước kết thúc Và thứ tư là có vùng nước nông hoặc vũng nước trên đường ở phía trước Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Có vùng nước nông hoặc vũng nước trên đường ở phía trước Biển báo Fort thường được tìm thấy ở nơi có một dòng suối nông chảy ngang qua đường Lượng mưa lớn có thể làm tăng lưu lượng nước. Nếu nước trông quá sâu hoặc dòng suối đã lan rộng trên một khoảng cách lớn, hãy dừng lại và tìm một tuyến đường khác để lái xe cho an toàn hơn. Câu 62, biển báo này cảnh báo về điều gì? Thứ nhất là không có xe điện phía trước, thứ hai là xe điện sắp tới, thứ ba là xe điện đang đi ở phía trước và thứ tư là đường chỉ dành cho xe điện. Thế đúng ở đây là đoán thứ ba Xe điện đang đi phía trước Biển báo này cảnh báo bạn hãy cẩn thận với xe điện Nếu bạn không thường lái xe trong một thị trấn có xe điện Hãy nhớ để ý chúng tại các ngã ba, ngã tư Và để ý các đường dây xe điện, biển báo và tín hiệu khác Câu 63 Khi nào bạn có thể đi qua vạch kẻ đôi trắng nét liền ở giữa đường Thứ nhất là để vượt qua các xe đang xếp hàng tại một ngã ba Thứ hai là để vượt qua một chiếc xe đang báo hiệu rẽ trái ở phía trước. Thứ ba là để vượt qua một chiếc xe bảo trì đường bộ đi với tốc độ 10 dặm trên giờ hoặc ít hơn. Và thứ tư là để vượt qua một chiếc xe kéo rơ móc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Để vượt qua một chiếc xe bảo trì đường bộ đi với tốc độ 10 dặm trên giờ hoặc chậm hơn. Bạn có thể đi qua vạch trắng đôi liền để vượt xe đạp, xe ngựa hoặc xe bảo trì đường bộ nếu nó di chuyển với tốc độ 10 dặm trên giờ hoặc chậm hơn. Bạn cũng có thể băng qua vạch này để vào đường phụ hoặc vào nhà. Câu 64. Bạn đang trên đường cao tốc, đèn nhấp nháy màu đỏ chỉ xuất hiện trên làn đường mà bạn đang đi. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là tiếp tục đi làn đó và tìm kiếm thêm thông tin thứ hai là di chuyển sang làn đường khác trong thời gian tốt thứ ba là tấp xe vào hard shoulder và thứ tư là dừng lại và chờ một hướng dẫn để thực hiện theo thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai bạn nên di chuyển sang làn đường khác trong thời gian tốt đèn đỏ nhấp nháy phía trên làn đường của bạn cho thấy làn đường của bạn đã bị đóng bạn nên chuyển sang làn đường khác ngay khi bạn có thể làm như vậy một cách an toàn Câu 65 Biển báo này cảnh báo điều gì? Thứ nhất là đường dây có cổng hoặc rào chắn ở phía trước Thứ hai là con đường có cổng phía trước Thứ ba là đường dây không có cổng hoặc rào chắn ở phía trước Và thứ tư là lưới gia súc ở phía trước Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Đường dây có cổng hoặc rào chắn ở phía trước Một số đường dây có cổng nhưng không có người phục vụ hoặc tín hiệu bạn nên dừng lại, nhìn cả hai hướng, lắng nghe và chắc chắn rằng không có chuyến tàu nào đang đến gần. Nếu có điện thoại, hãy liên hệ với nhà điều hành tín hiệu để đảm bảo rằng nó là an toàn để bạn lái xe vượt qua lúc đó. Câu 66, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là kết thúc đường đôi, thứ hai là cầu cao ở phía trước, thứ ba là đường hẹp và thứ tư là kết thúc cầu hẹp. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Kết thúc đường đôi Đừng đợi đến giây phút cuối cùng Trước khi chuyển sang làn đường bên trái Hãy nhìn về phía trước để di chuyển thích hợp Câu 67 Tín hiệu cánh tay nào dưới đây Cho bạn biết chiếc xe mà bạn đang đi theo phía sau Chuẩn bị dừng lại Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, Uh, tài xế đưa ra tín hiệu cánh tay giống như ở trong hình, đưa lên đưa xuống. Có thể đôi khi các tài xế cần đưa ra tín hiệu cánh tay để thông báo về ý định của họ. Bạn nên hiểu ý nghĩa của từng tín hiệu cánh tay. Nếu bạn đưa ra tín hiệu cánh tay, hãy thực hiện rõ ràng, chính xác và quyết đoán. Thì uh, sau đây mình sẽ nói qua một chút về tín hiệu cánh tay để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thì thứ nhất là khi tài xế đưa cánh tay phải ra khỏi cửa sổ xe của họ và di chuyển cánh tay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ thì điều đó có nghĩa là tôi dự định di chuyển sang trái hoặc rẽ trái. Thứ hai là khi mà tài xế đưa cánh tay phải ra khỏi cửa sổ xe điều đó có nghĩa là tôi dự định di chuyển sang bên phải hoặc rẽ phải. tín hiệu thứ ba là khi tài xế đưa cánh tay phải ra khỏi cửa sổ xe và di chuyển cánh tay lên xuống, điều đó có nghĩa là tôi định đi chậm lại hoặc dừng xe lại. Câu 68, xe của bạn đang đứng yên, khi nào bạn có thể bấm còi? Thứ nhất là khi người đi đường khác có thể gây nguy hiểm, thứ hai là khi đường bị chặn bởi hàng đợi giao thông, thứ ba là khi nó chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn và thứ tư là khi báo hiệu rằng bạn vừa đến. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, khi người đi đường khác có thể gây nguy hiểm. Khi xe của bạn đứng yên, bạn chỉ được bấm còi nếu bạn nghĩ rằng có nguy cơ nguy hiểm từ người đi đường khác. Đừng sử dụng nó chỉ để thu hút sự chú ý của ai đó. Điều này gây ra tiếng ồn không cần thiết và có thể gây hiểu nhầm. Câu 69. Tín hiệu này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là ô tô phải dừng lại, thứ hai là xe điện phải dừng lại, thứ ba là cả xe điện và ô tô đều phải dừng và thứ tư là cả xe điện và ô tô đều có thể tiếp tục. Thế là đúng ở đây là đáp án thứ hai, xe điện phải dừng lại. À, đèn trắng cho thấy xe điện phải dừng lại, đèn xanh cho thấy các phương tiện khác có thể đi nếu đường thông thoáng. Xe điện đang được đưa vào nhiều thành phố hơn, vì vậy bạn có thể đi qua chúng và bạn nên tìm hiểu những dấu hiệu hay tín hiệu nào áp dụng cho chúng. Câu 70, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là kết thúc đường cao tốc. Thứ hai là kết thúc khu vực đường hạn chế. Thứ ba là đóng làn đường phía trước và thứ tư là kết thúc khu vực cứu trợ khẩn cấp miễn phí. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai kết thúc khu vực đường hạn chế hạn chế tạm thời trên đường cao tốc được hiển thị trên các biển báo có đèn màu vàng nhấp nháy khi hết khu vực hạn chế này bạn sẽ thấy biển báo có chữ n mà không có đèn nhấp nháy nữa câu 71 bạn đang lái xe trên đường đông đúc xe cộ bạn muốn tắt xe dừng ở phía bên trái sau khi đi qua một ngã ba phía bên trái khi nào thì bạn nên báo hiệu Thứ nhất là khi bạn đi qua ngã ba hoặc ngay sau khi đi qua ngã ba Thứ hai là ngay trước khi bạn đến ngã ba Thứ ba là báo hiệu trước khi bạn đến ngã ba một lúc Và thứ tư là tốt hơn hết là không nên báo hiệu Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất khi bạn đi qua ngã ba hoặc ngay sau khi qua ngã ba bạn cần phải báo hiệu để cho những người lái xe khác biết ý định của mình. Tuy nhiên, nếu bạn báo hiệu quá sớm, họ có thể nghĩ rằng bạn sẽ rẽ trái vào ngã ba, chứ không nghĩ rằng là bạn muốn dừng xe ở phía bên trái sau khi đi qua ngã ba. Thời gian chính xác của tín hiệu là rất quan trọng để tránh gây hiểu lầm cho người khác. Câu 72, bạn nên làm gì khi đến gần nơi mà đèn giao thông màu đỏ và vàng đang hiển thị cùng lúc? Thứ nhất là vượt đèn nếu đường thông thoáng. Thứ hai là hãy cẩn thận vì đèn bị hỏng. Thứ ba là đợi đèn xanh hiển thị. Và thứ tư là dừng lại vì đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, đợi đèn xanh hiển thị. Đèn màu đỏ và màu vàng hiển thị cùng nhau có nghĩa là dừng lại, đừng lái xe qua nó cho đến khi đèn xanh hiển thị. Câu 73, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bạn có thể đỗ xe vào những ngày và thời gian hiển thị trên biển báo. Thứ hai là không đỗ xe vào những ngày và thời gian hiển thị. Thứ ba là không có bãi đậu xe nào từ thứ hai đến thứ sáu. Và thứ tư là kết thúc hạn chế đường cao tốc đô thị. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 2 không đỗ xe vào những ngày và thời gian hiển thị trên biển báo. Urban Clearway để giữ giúp cho các phương tiện giao thông có thể lưu thông vào giờ cao điểm. Bạn chỉ có thể dừng lại một chút để đưa hoặc đón hành khách chứ không được đỗ xe ở đấy vào những giờ ghi trên biển báo. Câu 74. Một chiếc xe cảnh sát đang đi theo sau bạn. Nhân viên cảnh sát này nháy đèn pha và chỉ về phía bên trái. Bạn nên làm gì? thứ nhất là rẽ trái tại ngã ba tiếp theo thứ hai là tấp xe vào phía bên trái dừng lại thứ ba là dừng lại ngay lập tức và thứ tư là di chuyển sang bên trái thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai tấp xe vào phía bên trái dừng lại khi được yêu cầu bởi cảnh sát bạn phải tấp xe vào bên trái và dừng xe lại ngay khi thấy an toàn để làm như vậy và tắt động cơ Câu 7 năm Đèn vàng hiển thị có nghĩa là gì? Thứ nhất là chuẩn bị đi Thứ hai là đi nếu đường thông thoáng Thứ ba là đi nếu không có người đi bộ đang sang đường Và thứ tư là dừng lại ở vạch rừng Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Dừng lại ở vạch rừng Khi đèn vàng hiển thị, đèn đỏ sẽ hiển thị tiếp theo Đèn màu vàng có nghĩa là dừng lại Trừ khi bạn đã vượt qua vạch rừng hoặc bạn ở gần nó đến mức dừng lại có thể gây ra va chạm. Câu 76. Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cấm đỗ xe. Thứ hai là không có vạch kẻ đường. Thứ ba là đường cụt. Và thứ tư là cấm vào. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Đó là biển báo cấm vào. Biển báo cấm vào được đặt ở những nơi, ví dụ như là đường một chiều để ngăn xe cộ đi ngược chiều. Câu 77, biển báo này có ý nghĩa cảnh báo gì? Thứ nhất là đường vòng lên, thứ hai là đồi dốc xuống, thứ ba là đường không bằng phẳng, và thứ tư là đồi lên dốc. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, đồi dốc xuống. Dấu hiệu này cho bạn một cảnh báo sớm rằng con đường phía trước sẽ xuống dốc. Hãy chuẩn bị để thay đổi tốc độ và về số hợp lý. Hãy nhìn vào biển báo từ trái sang phải sẽ cho bạn biết con đường đang lên dốc hay xuống dốc. Câu 78. Bạn đang trên đường cao tốc, một chiếc xe tải đã dừng ở làn bên phải. Bạn nên làm gì khi thấy dấu hiệu này trên xe tải? Thứ nhất là di chuyển sang làn bên phải. Thứ hai là dừng lại phía sau đèn nhấp nháy. Thứ ba là vượt qua xe tải ở phía bên trái. Và thứ tư là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba vượt qua xe tải ở phía bên trái. Đôi khi công việc được thực hiện trên đường cao tốc mà không đóng làn đường. Khi điều này xảy ra, các biển báo được gắn ở mặt sau của xe tải để cảnh báo những người đi đường khác về công trường thi công phía trước và nếu họ muốn vượt qua chiếc xe tải đó thì nên vượt ở phía bên trái giống như mũi tên trên biển báo chỉ. Câu 79, bạn có thể nhìn thấy những vạch kẻ đường này ở đâu? Thứ nhất là tại đèn giao thông, thứ hai là trên bướu đường, thứ ba là trên một đường ray giao đường bộ và thứ tư là tại một box junction. Kira ăn đúng ở đây là làn thứ hai trên bướu đường. Bởi vì đường có màu tối, những thay đổi về cấp độ có thể là không dễ dàng để nhìn thấy. Hình tam giác màu trắng được vẽ trên mặt đường cho bạn biết một dấu hiệu về nơi có bướu đường. Câu 80, bạn đang đến gần một ngã ba nơi đèn giao thông không hoạt động. Bạn nên làm gì khi cảnh sát đưa ra tín hiệu này? Thứ nhất là chỉ rẽ trái. Thứ hai là chỉ rẽ phải. Thứ ba là tiếp tục đi thẳng. Và thứ tư là dừng lại ở vạch rừng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, dừng lại ở vạch rừng. Khi cảnh sát hoặc cảnh sát giao thông đang điều khiển giao thông, bạn phải tuân theo họ. Họ sẽ sử dụng các tín hiệu cánh tay được hiển thị trong The High Code. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của những tín hiệu này và tuân theo chúng. câu 81 Khi đèn giao thông bị hỏng, ai được ưu tiên? Thứ nhất là các phương tiện giao thông đi thẳng Thứ hai là các phương tiện giao thông rẽ phải Thứ ba là không ai được ưu tiên Và thứ tư là các phương tiện giao thông rẽ trái Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Không ai được ưu tiên khi đèn giao thông bị hỏng, bạn nên coi ngã 3 hoặc ngã tư đó là ngã 3 hoặc ngã tư không có đèn giao thông. Hãy thận trọng khi lái xe vì bạn có thể cần phải nhường đường hoặc dừng xe lại. Hãy để ý các xe đang vượt qua ngã ba và đi thật cẩn thận vì không ai có quyền ưu tiên ở đây cả. Câu 82, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là rẽ trái để đến khu vực đậu xe. Thứ hai là đường cụt nếu rẽ trái. Thứ ba là không có lối vào cho giao thông rẽ trái. Và thứ tư là rẽ trái để đến bến phà. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai đường cụt nếu rẽ trái Biển báo này cho bạn thấy rằng bạn không thể đi qua một tuyến đường khác bằng cách rẽ trái ở ngã ba phía trước Vì lối rẽ trái này là một đường cụt Câu 83, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cấm xe cơ giới, thứ hai là kết thúc đường cao tốc, thứ ba là đường cụt và thứ tư là hết làn đường xe buýt. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai kết thúc đường cao tốc khi bạn rời khỏi đường cao tốc hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra đồng hồ tốc độ của mình bạn có thể đang đi nhanh hơn bạn nghĩ hãy đi chậm lại và để ý các biển báo giới hạn tốc độ câu 84 biển báo này cảnh báo điều gì thứ nhất là đường hai chiều giao đường một chiều phía trước thứ hai là giao thông đang đi về phía bạn được ưu tiên hơn thứ ba là đường hai chiều ở phía trước và thứ tư là đường cao tốc tạm lưu thông hai chiều phía trước thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba đường hai chiều ở phía trước biển báo này thường đặt ở cuối đường đôi hoặc đường một chiều nó ở đó để cảnh báo bạn về đường hai chiều ở phía trước câu 85: năm bạn nhìn thấy tín hiệu này trên đầu đường cao tốc nó có ý nghĩa gì Thứ nhất là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo, thứ hai là tất cả các phương tiện sử dụng hard shoulder, thứ ba là đường sẽ uốn cong về bên trái và thứ tư là dừng xe lại, tất cả các làn đường phía trước đã đóng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Bạn sẽ thấy tín hiệu này nếu có sự cố phía trước và đường cao tốc bị đóng, bạn phải tuân theo các tín hiệu Hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị để rời khỏi đường cao tốc trong thời gian tốt. Câu 86, biển báo dưới đây áp dụng cho loại phương tiện nào? Thứ nhất là các phương tiện rộng, thứ hai là các phương tiện dài, thứ ba là các phương tiện cao và thứ tư là các phương tiện có tải trọng lớn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, các phương tiện cao. Các hình tam giác ở trên và dưới các kích thước biểu thị giới hạn chiều cao áp dụng cho các xe ở con đường phía trước. Câu 87, loại biển báo nào sẽ đưa ra mệnh lệnh? Thứ nhất là biển báo hình chữ nhật với đường viền màu vàng, thứ hai là biển báo hình tam giác với đường viền màu xanh, thứ ba là biển báo hình vuông với đường viền màu nâu và thứ tư là biển báo hình tròn với viền đỏ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, biển báo hình tròn với viền đỏ. Nhìn chung các biển báo hình tam giác thường đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Biển báo hình chữ nhật cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn và biển báo hình tròn thì đưa ra mệnh lệnh. Có một ngoại lệ là biển báo stop tức biển báo dừng lại có hình bát giác. Câu 88. Bạn thấy đèn vàng này đang hiển thị phía trước. Theo bạn, đèn màu gì sẽ sáng tiếp theo? Thứ nhất là đèn đỏ, thứ hai là đèn đỏ và vàng cùng nhau, thứ ba là đèn xanh và vàng cùng hiển thị và thứ tư là đèn xanh. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đèn đỏ. Đèn màu đỏ sẽ hiển thị sau đèn màu vàng, điều đó có nghĩa là bạn phải dừng lại. Câu 89 bạn sẽ nhìn thấy đinh tán phản quang màu vàng ở đâu trên đường cao tốc Thứ nhất là phân tách đường gộp khỏi đường cao tốc Thứ hai là ở bên trái của con đường Thứ ba là ở rìa bên phải của con đường Và thứ tư là phân tách các làn đường Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba ở rìa bên phải của con đường vào ban đêm hoặc trong tầm nhìn kém, đinh tán phản chiếu trên đường sẽ giúp bạn đánh giá vị trí của bạn trên đường cao tốc. Câu 90, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là người đi xe đạp phải xuống xe, thứ hai là cấm xe đạp, thứ ba là tuyến đường dành cho xe đạp ở phía trước và thứ tư là xe đạp đi theo một hàng duy nhất. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, tuyến đường dành cho xe đạp phía trước. Khi có một tuyến đường dành cho xe đạp ở phía trước, bạn sẽ thấy một biển báo có hình một chiếc xe đạp trong hình tam giác cảnh báo viền đỏ. Câu 91. Tại ngã 3, bạn thấy một biển báo hình đa giác màu đỏ bị tuyết bao phủ một phần như thế này. Biển báo đó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đường giao nhau phía trước Thứ hai là nhường đường Thứ ba là dừng lại Và thứ tư là rẽ phải Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Dừng lại Biển báo stop tức biển báo dừng lại Là biển báo duy nhất có hình bát giác Điều này là để nó có thể dễ dàng được nhận ra Và tuân theo ngay cả khi nó bị che khuất hoặc che phủ Ví dụ như che phủ bởi tuyết Câu 92, bạn định vượt xe, bạn nên làm gì khi thấy biển báo này? Thứ nhất là vượt qua người lái xe khác càng nhanh càng tốt. Thứ hai là di chuyển sang phải để có cái nhìn rõ hơn. Thứ ba là bật đèn pha trước khi vượt. Và thứ tư là ở lại phía sau cho đến khi bạn có thể nhìn rõ phía trước. Đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Bạn nên ở lại phía sau cho đến khi bạn có thể nhìn rõ phía trước. Bạn sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể ẩn trong chỗ Deep Road, tức đoạn đường trũng phía trước. Ngoài ra, đoạn đường trũng xuống này cũng có thể che giấu người đi xe đạp, người cưỡi ngựa, xe đang đỗ, người đi bộ trên đường. Do đó, bạn không nên vượt xe khi thấy biển cảnh báo Hidden Deep. Hãy ở lại phía sau cho đến khi bạn có thể nhìn rõ phía trước để vượt xe an toàn. Câu 93 bạn có thể nhìn thấy những vạch kẻ đường như hình này ở đâu? Thứ nhất là ở đường dây giao đường bộ Thứ hai là ở đường gộp trên đường cao tốc Thứ ba là ở vạch sang đường Pelican Crossing Và thứ tư là ở đường một làn Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Ở đoạn đường gộp trên đường cao tốc Khi lái xe trên đường cao tốc Hoặc đường gộp bạn không được vào khu vực được đánh dấu bằng các vạch kẻ đường giống như thế này, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. Câu 94. Tại sao bạn nên chắc chắn rằng đèn xi nhan của bạn đã được tắt sau khi rẽ xong? Thứ nhất là để tránh làm hại ác quy. Thứ hai là để tránh gây hiểu lầm cho những người tham gia giao thông khác. Thứ ba là để tránh làm trói mắt những người đi đường khác. Và thứ tư là để tránh làm hỏng dơ le của xi nhan. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai để tránh gây hiểu lầm cho những người đi đường khác quên không tắt đèn xi nhan có thể gây nhầm lẫn cho những người tham gia giao thông khác và thậm chí có thể dẫn đến một vụ tai nạn giao thông câu 95 năm biển báo này có ý nghĩa gì thứ nhất là chở giao chắn thứ hai là chở ngã tư đường thứ ba là nhường đường cho xe điện và thứ tư là nhường đường cho các xe nông nghiệp Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Nhường đường cho xe điện Bạn phải tuân theo các dấu hiệu giveaway Tức dấu hiệu nhường đường Xe điện không thể bẻ lái để tránh bạn Do đó hãy nhường đường cho xe điện Câu 96 Biển báo nào dưới đây là biển báo no stopping Cấm dừng xe ra đúng là biển báo thứ 3. Biển báo cấm dừng xe, clearway. Cho tài xế biết rằng họ không được phép dừng xe, thậm chí trong giây lát để đưa hoặc đón hành khách. Câu 97, bạn nên đưa ra tín hiệu cánh tay như thế nào để rẽ trái? Hãy chọn một trong số 4 hình ảnh dưới đây. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Một tài xế đưa cánh tay phải ra khỏi cửa sổ xe và di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Điều đó có nghĩa là tôi dự định chuyển sang trái hoặc rẽ trái. Câu 98. Bạn nhìn thấy biển báo này phía trước. Nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là giới hạn tốc độ quốc gia áp dụng. Thứ hai là hạn chế chờ đợi áp dụng. Thứ ba là cấm dừng xe. Và thứ tư là cấm vào. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Cấm dừng xe. Clearway là đoạn đường mà bạn không được phép dừng xe trừ khi đó là trong trường hợp khẩn cấp. Câu 99. Biển báo đường cao tốc này có ý nghĩa gì? Thứ nhất, tốc độ tối thiểu tạm thời là 50 dặm trên giờ. Thứ hai, không có khu vực dịch vụ nào ở 50 dặm phía trước. Thứ ba, có tắc nhãn ở 50 m phía trước. Và thứ tư là tốc độ tối đa tạm thời là 50 dặm trên giờ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, tốc độ tối đa tạm thời là 50 dặm trên giờ. Biển báo giới hạn tốc độ có đèn màu vàng nhấp nháy thường dựa trên điều kiện thời tiết và đưa ra lời khuyên về giới hạn tốc độ tối đa. Câu 100. Biển báo nào dưới đây là biển báo cấm xe cơ giới? Thì đáp án đúng ở đây là biển báo thứ 3. Cấm xe cơ giới. No motor vehicles. Bạn không được lái bất kỳ phương tiện cơ giới nào trên con đường này. Đây có thể là một khu vực dành riêng cho người đi bộ. Câu 101, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là chuyển sang làn đường bên trái. Thứ hai là rời khỏi đường ở lối ra tiếp theo. Thứ ba là hệ thống đường tạm lưu thông hai chiều. Và thứ tư là đường một chiều. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, hệ thống đường tạm lưu thông hai chiều. Nếu bạn sử dụng làn đường bên phải trong hệ thống đường tạm lưu thông hai chiều, sẽ không có cái rào cản vĩnh viễn ở giữa bạn và giao thông đang đi ở hướng tới phía bạn. Hãy quan sát giới hạn tốc độ và giữ khoảng cách tốt với xe phía trước khi đi trên đoạn đường này. Câu 102. Bạn nên sử dụng làn đường bên phải của đường cao tốc 3 làn như thế nào? Thứ nhất là như một làn đường tốc độ cao. Thứ hai là như một làn đường để vượt xe. Thứ ba là như một làn đường để rẽ phải và thứ tư là như một làn đường tăng tốc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, như một làn đường để vượt xe. Bạn nên đi ở làn bên trái của đường cao tốc trừ khi bạn muốn vượt xe khác. Làn đường bên phải của đường cao tốc là làn đường vượt. Đó không phải là làn đường để đi nhanh. Sau khi vượt xe, hãy di chuyển về làn đường bên trái khi thấy an toàn. Câu 103. Một biển báo với nền màu nâu cho biết điều gì? Thứ nhất là đường đến các điểm du lịch. Thứ hai là tuyến đường chính. Thứ ba là tuyến đường cao tốc. Và thứ tư là các tuyến đường nhỏ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đường đến các điểm du lịch. Biển báo với một nền màu nâu thường chỉ hướng đến các địa điểm du lịch. Chúng thường được nhìn thấy trên đường cao tốc chỉ hướng cho bạn theo con đường dễ đi nhất để đến một địa điểm du lịch. Câu 104. Bạn đang ở làn đường bên trái ở đèn giao thông, đang chờ để rẽ trái. Khi gặp đèn giao thông nào dưới đây, bạn không được phép lái xe đi. Thì đáp án đúng ở đây là đèn giao thông thứ nhất. Tại một số ngã ba có thể có tín hiệu riêng cho các làn khác nhau, chúng được gọi là đèn filter. Chúng được thiết kế để giúp các phương tiện giao thông đi lại tại các ngã ba. Hãy đảm bảo rằng bạn đang đi đúng làn và tiếp tục đi nếu đường thông thoáng và đèn xanh hiển thị cho làn đường của bạn. Còn nếu thấy đèn như trong hình ảnh này thì bạn nên dừng xe lại, chưa được phép lái xe đi. Câu 105, biển báo này cảnh báo điều gì? Thứ nhất là cầu vòm ở phía trước, thứ hai là có bướu trên đường hoặc là gồ đường, thứ ba là lối vào đường hầm và thứ tư là ven đường đất mềm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai có bướu trên đường hoặc có gồ đường. Những bướu đường này đã được đưa ra để làm chậm giao thông, chúng thường được tìm thấy trong khu dân cư. Hãy lái xe chậm với một tốc độ thích hợp khi đi qua khu vực này. câu 106 Các vạch màu vàng đan chéo nhau được vẽ ở đây để làm gì? Thứ nhất là để đánh dấu một khu vực chỉ dành cho xe điện Thứ hai là để ngăn chặn các xe đang xếp hàng che khuất phía bên trái ngã ba Thứ ba là để đánh dấu làn đường vào bãi đậu xe Và thứ tư là để cảnh báo bạn về các tuyến xe điện sẽ đi trên đường Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai để ngăn cho các xe đang xếp hàng che khuất phía bên trái của ngã ba. Các box junction màu vàng như thế này thường được sơn ở những con đường có giao thông đông đúc. Mục đích của nó là để giữ cho ngã ba thông thoáng rõ ràng để các xe có thể đi qua. Đừng vào khu vực box junction trừ khi lối ra của bạn thông thoáng. Câu 107. Những vạch rắc ở vạch sang đường Pelican Crossing có ý nghĩa gì. Thứ nhất là không được đậu xe ở đó bất kỳ lúc nào. Thứ hai là chỉ được phép đỗ xe ở đó trong một thời gian ngắn. Thứ ba là đi chậm lại với tốc độ 20 dặm trên giờ. và thứ tư là không được phép bấm còi ở đây Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất không được đỗ xe ở đó bất cứ lúc nào. Bạn không được phép đậu xe trên những vạch rích rắc này, hoặc vượt xe để lên trên khi đến gần vạch sang đường Pelican Crossing. Đỗ xe ở đây sẽ chặn tầm nhìn của người đi bộ và các xe đang đi đến Pelican Crossing. Câu 108, biển báo này có ý nghĩa cảnh báo điều gì? Thứ nhất là đường vành đai phía trước, thứ hai là vòng xuyến nhỏ phía trước, thứ ba là cấm các loại phương tiện và thứ tư là vòng xuyến ở phía trước. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Vòng xuyến ở phía trước Khi bạn đến gần vòng xuyến Hãy nhìn về phía trước và kiểm tra tất cả các biển báo, dấu hiệu Quyết định lối thoát nào bạn muốn đi Và di chuyển vào đúng vị trí khi bạn đến gần vòng xuyến và đưa ra tín hiệu xi nhan chuẩn xác để báo hiệu ý định của mình. Câu 109, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là sử dụng làn đường bên trái để đi tiếp, Thứ hai là phía bên phải là ngã ba chữ T. Thứ ba là làn đường bên phải đóng phía trước và thứ tư là giới hạn trọng lượng 11 tấn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, làn đường bên phải đóng ở phía trước. Bạn nên thay đổi làn đường theo chỉ dẫn của biển báo. Ở đây làn bên phải được đóng lại nhưng làn bên trái và làn giữa vẫn thông. Bạn nên đi vào làn đường thích hợp trong thời gian tốt. câu 110, biển báo đường cao tốc này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là chuyển sang làn đường bên trái của bạn. Thứ hai là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Thứ ba là chuyển sang đường phía đối diện. Và thứ tư là tắt xe vào hard shoulder. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, chuyển sang làn đường bên trái của bạn. Trên đường cao tốc, các biển báo đôi khi hiển thị cảnh báo tạm thời do điều kiện giao thông hoặc thời tiết, chúng có thể được sử dụng để chỉ ra việc đóng làn đường, giới hạn tốc độ tạm thời hay cảnh báo thời tiết. Trong trường hợp này, bạn nên di chuyển sang làn đường phía bên trái theo chỉ dẫn. Câu 111, người lái xe phía trước đang đưa ra tín hiệu cánh tay này, nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là người lái xe đang giảm tốc độ, thứ hai là người lái xe có ý định rẽ phải thứ ba là người lái xe muốn vượt xe và thứ tư là người lái xe có ý định rẽ trái thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư người lái xe có ý định rẽ trái đưa một cánh tay phải ra khỏi cửa sổ xe và di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ điều đó có nghĩa là tôi có ý định chuyển sang trái hoặc rẽ trái Câu 112, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là kết thúc khu vực hạn chế về tốc độ. Thứ hai là kết thúc khu vực hạn chế đậu xe. Thứ ba là kết thúc đoạn đường Clearway. Và thứ tư là kết thúc tuyến đường dành cho xe đạp. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai kết thúc khu vực hạn chế đậu xe. Mặc dù bạn đã rời khỏi khu vực cấm đậu xe, Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đỗ xe ở nơi mà không gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác hoặc gây ra tắc nghẽn. Câu 113, bạn thấy vạch kẻ đường này trên đường ở lối vào một vòng xuyến, nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là nhường đường cho các phương tiện giao thông phía bên phải. Thứ hai là các phương tiện giao thông đến từ bên trái có quyền ưu tiên. Thứ ba là bạn có quyền ưu tiên. Và thứ tư là hãy dừng lại ở vạch này. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, nhường đường cho các phương tiện giao thông phía bên phải. Hãy đi chậm lại khi bạn đến gần vòng xuyến và để ý các phương tiện giao thông đến từ bên phải. Nếu cần thiết hãy dừng lại và nhường đường cho họ. Hãy ở lại phía sau vạch kẻ đường này cho đến khi an toàn để xuất hiện ở vòng xuyến. Câu 114 số 2 năm có ý nghĩa gì trên biển báo đặt trên đường cao tốc này? Thứ nhất là khoảng cách đến thị trấn gần nhất. Thứ hai là số tuyến đường. Thứ ba là số của junction tiếp theo. Và thứ tư là giới hạn tốc độ trên đường đôi. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, số của junction tiếp theo. Trước khi bạn bắt đầu cuộc hành trình, Hãy sử dụng bản đồ đường đi để lên kế hoạch cho lộ trình của bạn. Khi bạn thấy cảnh báo trước về Junction, hãy đảm bảo bạn đi đúng làn đường trong thời gian hợp lý. Vì việc phanh gấp vào phút cuối và cắt ngang làn đường với tốc độ cao là cực kỳ nguy hiểm. Câu 115. Ý nghĩa của biển báo giao thông này là gì? Thứ nhất là kết thúc đường hai chiều. Thứ hai là ưu tiên cho các phương tiện đang đi về phía bạn. Thứ ba là bạn được quyền ưu tiên hơn các phương tiện đang đi về phía bạn. Và thứ tư là làn xe buýt ở phía trước. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Bạn được ưu tiên hơn các phương tiện đang đi về phía bạn. Mặc dù bạn có quyền ưu tiên, hãy đảm bảo rằng các xe đang đi về phía bạn sẽ nhường đường cho bạn trước khi bạn tiếp tục đi. Câu 116, biển báo giao thông này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đường trơn trượt phía trước Thứ hai là lốp có khả năng bị đâm thủng phía trước Thứ ba là có mối nguy hiểm ở phía trước Và thứ tư là có khu vực dịch vụ phía trước Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, có nguy hiểm phía trước Biển báo này là để cảnh báo bạn về một sự nguy hiểm phía trước Nó có thể đi kèm với một tấm biển chỉ ra loại nguy hiểm gì? hãy sẵn sàng để giảm tốc độ của bạn để đối phó với tình huống nguy hiểm. Câu 117, biển báo giao thông này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cấm vượt xe, thứ hai là ưu tiên các xe đang đi về phía bạn, thứ ba là đường hai chiều và thứ tư là chỉ lưu thông một chiều. Thế đoàn đúng ở đây là đáp án thứ hai, ưu tiên các xe đang đi về phía bạn. Thì đối với cái dạng biển báo ưu tiên như thế này Thì cái mũi tên về phía nào nó được vẽ to hơn Thì tức là cái hướng đi đấy được ưu tiên hơn Và biển báo ưu tiên thì thường được đặt ở nơi đường hẹp Và không có đủ chỗ cho hai phương tiện đi qua Ví dụ là những cây cầu hẹp, công trường thi công Và nơi có giới hạn về chiều rộng Hãy chắc chắn rằng bạn biết ai được quyền ưu tiên và thể hiện sự lịch sự và cân nhắc với những người tham gia giao thông khác. Câu 118, biển báo giao thông này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là khu vực dịch vụ ở 30 dặm phía trước. Thứ hai là tốc độ tối đa là 30 dặm trên giờ. Thứ ba là tốc độ tối thiểu là 30 dặm trên giờ. Và thứ tư là góc thụt vào để đỗ xe ở 30 dặm về phía trước. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba tốc độ tối thiểu 30 dặm trên giờ. Biển báo này được chỉ ra nơi các xe đi chậm sẽ cản trở luồng giao thông, ví dụ như là trong các đường hầm. Tuy nhiên nếu bạn cần giảm tốc độ hoặc thậm chí dừng lại để tránh sự cố hoặc va chạm tiềm ẩn, bạn nên làm như vậy. Câu 119, thông tin nào dưới đây sẽ được hiển thị trong một biển báo hình tam giác viền đỏ? Thứ nhất là đường hẹp, thứ hai là đi thẳng, thứ ba là đi bên trái và thứ tư là tốc độ tối thiểu. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đường hẹp. Biển báo cảnh báo được đưa ra để làm cho bạn nhận thức được các mối nguy tiềm ẩn trên con đường phía trước. Câu 120, tại ngã ba này, giống như ở trong hình, có một biển báo stop, tức biển báo dừng lại, và một vạch trắng liền trên mặt đường. Tại sao lại có biển báo dừng lại ở đây? Thứ nhất là vì tốc độ trên đường chính bị vô hiệu hóa. Thứ hai là vì đó là một ngã ba đông đúc bận rộn. Thứ ba là vì tầm nhìn về con đường chính phía trước bị hạn chế. Và thứ tư là vì có những vạch cảnh báo nguy hiểm ở giữa đường. Khi đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Vì tầm nhìn về con đường chính phía trước bị hạn chế. Nếu tầm nhìn của bạn tại ngã ba đường bị hạn chế, bạn phải dừng xe lại. Cũng có thể có một biển báo dừng lại sẽ được đặt ở đây. Đừng rẽ ra đường chính cho đến khi bạn chắc chắn rằng không có xe nào đang đến gần. Nếu bạn không thể nhìn rõ con đường chính phía trước, đừng đi vội. Câu 121. Biển báo nào dưới đây có nghĩa là rẽ trái ở phía trước? Thế đáp án đúng ở đây là biển báo thứ ba. Biển báo hình tròn màu xanh da trời sẽ cho bạn biết những gì bạn phải làm Và biển báo như ở trong hình này đưa ra một hướng dẫn rõ ràng là bạn phải rẽ trái ở phía trước Bạn nên luôn luôn để ý các biển báo và biết ý nghĩa của chúng Câu 122, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là tuần tra viên giao thông của trường Thứ hai là cấm người đi bộ thứ ba là khu vực dành cho người đi bộ cấm xe cộ và thứ tư là cảnh báo vạch sang đường zebra crossing ở phía trước. thế án đúng ở đây là án thứ tư biển báo này cảnh báo vạch sang đường zebra crossing ở phía trước hãy nhìn về phía trước và sẵn sàng dừng lại cho bất kỳ người đi bộ nào đang sang đường hoặc sắp sang đường Ngoài ra, hãy kiểm tra bên vỉa hè xem có ai trông giống như họ có thể sắp bước xuống đường hoặc chuẩn bị chạy sang đường không. Câu 123. Biển báo giao thông đưa ra mệnh lệnh thường có hình dạng nào trong số các hình dạng dưới đây? Thì ra đúng là đây là biển báo thứ tư Biển báo hình tròn viên đỏ thường đưa ra mệnh lệnh Những biển báo vòng tròn màu đỏ Chủ yếu là biển báo cấm và cần được tuân thủ Câu 124 Vạch kẻ đường màu trắng dọc theo dìa đường có ý nghĩa gì? Thứ nhất là mép của làn đường xe chạy Thứ hai là cảnh báo sắp tiếp cận một mối nguy hiểm Thứ ba là cấm đỗ xe Và thứ tư là cấm vượt xe Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, mép của làn đường xe chạy. Một vạch trắng liền được vẽ trên dìa đường để chỉ ra mép của làn đường xe chạy. Điều này có thể hữu ích khi tầm nhìn bị hạn chế. Câu 125, biển báo này có ý nghĩa cảnh báo điều gì? Thứ nhất là cầu vòm ở phía trước, thứ hai là có bướu làm dịu giao thông, thứ ba là cầu thấp ở phía trước và thứ tư là con đường không bằng phẳng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Cảnh báo có cầu vòm ở phía trước Bạn sẽ cần phải đi chậm lại khi thấy biển báo này Tại những cây cầu vòm Tầm nhìn về phía trước của bạn sẽ bị hạn chế Và con đường thường sẽ bị thu hẹp hơn Câu 126 Biển báo nào trong số các biển báo dưới đây Cho thấy bạn đang đi vào hệ thống đường một chiều Thế ra văn đúng ở đây là biển báo thứ ba, giống như ở hình ảnh này. Trong hệ thống đường một chiều, nếu đường có hai làn, bạn có thể sử dụng một trong hai làn và vượt ở hai bên. Hãy sử dụng làn đường thuận tiện hơn cho điểm đến của bạn trừ khi có biển báo hoặc vạch kẻ đường khác. Câu 127, biển báo nào trong số các biển báo dưới đây có ý nghĩa là kết thúc đường đôi? Các đáp án đúng ở đây là biển báo thứ tư Biển báo kết thúc đường đôi Nếu bạn có ý định vượt xe Hãy đảm bảo bạn di chuyển an toàn vào làn bên trái Trước khi bạn đến cuối làn đường đôi Câu 128 Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là nhường đường cho xe đang đi tới Thứ hai là các phương tiện giao thông Sẽ vượt qua bạn ở cả hai phía Thứ ba là Dễ ra ngã ba tiếp theo và thứ tư là đi xe ở cả hai bên đều đến cùng một đích đến. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, đi xe ở cả hai bên đều đến cùng một đích đến. Những biển báo này thường được nhìn thấy ở các đường một chiều có nhiều hơn một làn đường. Khi bạn thấy biển báo này, hãy sử dụng làn đường nào bạn thấy thuận tiện nhất vì đích đến đều cùng một nơi. Câu 129 Vạch kẻ đường màu trắng dọc theo trung tâm của con đường này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đánh dấu làn đường xe buýt Thứ hai là cảnh báo về mối nguy hiểm Thứ ba là cảnh báo nhường đường Và thứ tư là đánh dấu phân chia làn đường Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai cảnh báo về mối nguy hiểm. Trung tâm của con đường thường được đánh dấu bằng một vạch trắng nét đứt ngắn hơn các khoảng trống khi các vạch nét đứt này dài hơn các khoảng trống. Đây là một sự cảnh báo về một mối nguy hiểm phía trước. Hãy nhìn về phía trước và chuẩn bị cho những điều này, đặc biệt là khi bạn có ý định vượt xe. Câu 130. Những người lái xe khác đôi khi có thể nháy đèn pha với bạn. Trong tình huống nào họ được phép làm như vậy? Thứ nhất là để cảnh báo về một máy bắn tốc độ phía trước. Thứ hai là để chứng tỏ rằng họ đang nhường đường cho bạn. Thứ ba là để cảnh báo bạn về sự hiện diện của họ. Và thứ tư là để cho bạn biết có lỗi xảy ra với chiếc xe của bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba để cảnh báo bạn về sự hiện diện của họ. Nếu các xe khác nháy đèn pha của họ, đây không phải là tín hiệu để thể hiện quyền ưu tiên. Đèn flash nhấp nháy có nghĩa tương tự như tiếng còi, đó là một cảnh báo về sự hiện diện của họ. Câu 131 Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa là áp dụng giới hạn tốc độ quốc gia? Thế đáp đúng ở đây là biển báo thứ tư. Biển báo giống như ở trong hình này. Bạn nên biết giới hạn tốc độ quốc gia cho đường mà bạn đang đi và phương tiện bạn đang lái để áp dụng khi nhìn thấy biển báo này. Công 132, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bến xe ở phía bên phải Thứ hai là làn đường xe buýt đi ngược chiều Thứ ba là làn đường xe buýt đi cùng chiều Và thứ tư là hãy nhường đường cho xe buýt Thì đoạn đúng ở đây là đoạn thứ hai Làn đường xe buýt đi ngược chiều Ngoài biển báo này ra cũng sẽ có những dấu hiệu trên mặt đường để chỉ làn đường xe buýt Bạn không được sử dụng làn đường này để đỗ xe hoặc vượt xe câu 133 Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là đường có khúc cua về bên phải Thứ hai là phía bên phải đóng đường Thứ ba là không có giao thông phía bên phải Và thứ tư là cấm rẽ phải Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Cấm rẽ phải Biển báo No Right Turn Được sử dụng để cảnh báo những người tham gia giao thông rằng Có lệnh cấm không được rẽ phải ở đường phía trước. Câu 134 biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cấm vượt xe, thứ hai là cấm xe cơ giới, thứ ba là clearway tức cấm dừng xe và thứ tư là đường chỉ dành cho ô tô và xe máy. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, cấm xe cơ giới. Một biển báo sẽ cho biết loại phương tiện nào bị cấm từ một số con đường nhất định. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những biển báo nào áp dụng cho chiếc xe bạn đang sử dụng. Biển báo no motor vehicles, tức cấm xe cơ giới, có nghĩa là cấm tất cả các loại xe cơ giới chứ không phải chỉ cấm mỗi